Xuân Thủy xin mến chào cô chú cùng quý vị khán giả đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại cuối nhà thờ giáo xứ Bắc Hải thuộc giáo hạt Hôm Nay, giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024. Con hôm nay buổi sáng con đi tham dự thánh lễ lúc 7 giờ. Và hiện tại con đi sớm một chút, con quay một số hình ảnh chia sẻ cho cô chú cùng quý vị khán giả những hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Bắc Hải thuộc giáo hạt Hôm Nay, giáo phận Xuân Lộc. Rất vui mừng, hình ảnh của nhà thờ rất là đẹp luôn, có một cái màu nước sơn cũng như là bên ngoài ốp bằng cái đá thẻ rất là sang trọng và đẹp. Hiện tại giáo xứ Bắc Hải là một trong những cái giáo xứ rất là lớn của giáo phận Xuân Lộc. Cái khuôn viên ở khu vực cuối nhà thờ đây thì rất là rộng. Buổi sáng hôm nay lúc 7 giờ thì có lễ dành cho thiếu nhi. Trong công việc thì con cũng đi lúc lễ 7 giờ sáng. Tại vì con chuyển vào Nam đây công tác làm ăn thì đi lúc 7 giờ sáng cho thoải mái và sẽ tốt đẹp hơn. Ở đây thì có đường Nguyễn Ái Quốc. Đường Nguyễn Ái Quốc, một trong những cái đường rất là dài và lớn của thành phố Biên Hòa. Và khu vực này thì rất là đông. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc và đây là cái cổng, cổng chính dẫn vào nhà thờ giáo xứ Bắc Hải. Đây hình ảnh giáo xứ Bắc Hải. Giáo xứ Bắc Hải. Bên này thì có dòng chữ là giáo phận Xuân Lộc, giáo hạt Hôm Nay. Đó, xung quanh thì người ta xây bờ rậu, bờ rào hết, đẹp lắm. Giờ con sẽ tiến vào gần khu bên trong nhà thờ. Tại vì hôm nay con đi sớm một chút thì con tranh thủ con quay ở bên ngoài cũng như bên trong một chút cho cô chú và anh chị xem. Con sẽ tiến lên khu vực cuối nhà thờ nhé. Thờ giáo xứ Bắc Hải rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Có hình ảnh Đức Mẹ ở trên tháp chuông. Thờ giáo xứ Bắc Hải thì có một tháp chuông duy nhất thôi ở giữa. Rất là đẹp luôn. Ở xung quanh thì ốp hết đá thẻ đẹp lắm, màu màu kem với lại màu ghi á. Thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ở đây có dòng chữ ngay khu vực vào bên trong nhà thờ, cánh cửa lớn thì giáo hội Hiệp Thành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Đây hình ảnh bên trong nhà thờ của giáo xứ Bắc Hải rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Tại bên trong nhà thờ có công các bà đang nguyện kinh. Con không nói to được thì rất mong mọi người thông cảm cho con. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi bây giờ con sẽ đi ra bên ngoài tí, tranh thủ chưa lễ nên con đi quay một chút, một vòng bên ngoài cho cô chú anh chị xem. Ở nhà thờ giáo xứ Bắc Hải thì ở bên hông thì có hai bên hông thì có lối ra vào thì rất là đẹp luôn và thoáng mát. Đây, con sẽ tiến dịch lên đây tí chia sẻ cho mọi người. Đây thì kê những cái hàng ghế nhựa để
bà con tham dự thánh lễ, tại vì giáo xứ Bắc Hải là một trong những giáo xứ rất là lớn, nhân danh rất là đông. Đây là nhà mục vụ này, nhà mục vụ hội trường của giáo xứ Bắc Hải. Đấy, khuôn viên như là đường kiệu rước của nhà thờ rất là đẹp luôn. Lúc này con quay thì mặt trời đang ở hướng trước mặt con nên là nó hơi chói và ngược ánh sáng tí, nên nó hơi tối. Cũng rất là lâu rồi con chưa có dịp trở lại để đi quay các ngôi thánh đường cho cô chú cùng quý vị khán giả coi. Rất mong một thời gian tới thì mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký cũng như là tiếp tục chia sẻ để kênh Công giáo yêu thương được 100.000 người đăng ký, và con sẽ cố gắng đi quay nhiều hình ảnh đẹp hơn cho mọi người xem. Đây là khu vực đầu thinh giá này, ở bên ngoài nhà thờ rất là đẹp luôn. Nhà thờ ốp hết bằng đá thẻ nên là thời gian cũng như là khí hậu mọi cái là sẽ lâu, sẽ không ảnh hưởng lắm khi chỉ việc lau. Đây là khu vực nhà sứ của giáo xứ Bắc Hải, rất là rộng luôn. Hiện tại khu vực này đang các em đang học giáo lý ở đằng sau cũng như ở đầu nhà thờ. Đây là nhà sứ của giáo xứ Bắc Hải, có tượng Chúa Chiên Lành rất là đẹp. Đấy, con tranh thủ quay tí lại, chuẩn bị đến giờ lễ rồi. Đây là con đi sang bên này nhé. Sang đây là khu vực nhà giáo lý này, các em đang học giáo lý. Đây là đầu nhà thờ, bên trên có tượng Chúa. Đây khu vực đầu nhà thờ, ngay khu vực đầu thờ đây có chú anh chị. Ở dưới này là một cái hầm, bên trong này có nhà nguyện. Ở đây có tượng đài rất là đẹp luôn, Thánh Cả Giuse. Rộng. Đấy, mọi người đứng đây nhìn từ đây thì nhìn thấy khu vực đầu nhà thờ giáo xứ Bắc Hải. Nhà các lớp giáo lý đang học, hôm nay là sáng Chủ nhật. Giáo lý thì cũng mới khai giảng. Đây hình như là cái máy phát điện. Con sẽ sang bên cánh phải từ cuối nhà thờ mọi người nhìn lên. Còn đây đang đi từ trên xuống. Quá đẹp luôn. Hôm nào thời gian sẽ dài con sẽ trở về đây con quay chi tiết cho mọi người cùng xem nhà thờ bên trong bên ngoài ở nhà thờ giáo xứ Bắc Hải. Hiện tại con quay bằng điện thoại nên là hình ảnh nó hơi rung lắc thì rất mong mọi người thông cảm. Hôm nay con đi lễ con cũng không có cầm máy quay đi. Đứng ở đây thì ánh nắng sẽ dọi vào, nhìn là nhà thờ rất là sang và đẹp. Cái kiến trúc của nhà thờ nhìn rất là thoáng mát và hiện đại. Đây là chỗ bãi để xe này, chỗ nơi gửi xe cho mọi người đến đây tham dự thánh lễ. Bây giờ các bạn học sinh cũng như là các bạn giáo lý
các em đã đến đây mỗi ngày một đông hơn. Ở khu vực cuối thì có hai lễ đài, bên kia thì tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Còn bên này thì tượng Chúa Chiên Lành này, với các thiên thần. Rất là đẹp luôn. Và đằng sau có một cái gốc cây, cây cổ thụ rất là lớn. Bên dưới thì có các tông đồ, hình ảnh của Chúa rất là đẹp. Hình ảnh tượng Chúa ở ngay khu vực một cái cây cổ thụ rất là đẹp luôn. Cây này con nghĩ là không biết là cây si không, có rễ thì rất là nhìn giống cây si lắm, nhưng lá nó nhỏ xíu à. Đẹp lắm cô chú anh chị ạ, rất là mát. Khu vực ở đây thì xung quanh có các tượng, các thánh. Quá đẹp luôn cô chú anh chị nhỉ. Đây hình ảnh đứng đây nhìn nhà, ngắm cảnh nhà thờ quá đẹp luôn cô chú anh chị này. Hôm nay thì có tranh thủ quay một chút, chuẩn bị đến giờ lễ rồi, con sẽ vào tham dự thánh lễ và hẹn gặp lại cô chú cùng quý vị khán giả trong cái video sau. Con sẽ chia sẻ hình ảnh nhiều nhà thờ của các giáo xứ thuộc về giáo phận Xuân Lộc cho cô chú anh chị xem nhé.